Bây giờ là chị chào em nha. Dạ. Bây giờ là chị nhờ em á đưa cái tin này là cho thầy Nhật Đức đúng không em? Dạ. Chị là tên Y, cô Y. Dạ chị Y mà bữa hổm Nói. là chị bữa hổm là theo sư Nhuận Đức 10 năm mà lên kể cho em nghe câu chuyện Đúng, chứ đúng, gì. đúng. Dạ. Đúng, đúng. Rồi á là cho chị nói ra là thầy Nhật Đức ơi là cô Y là nha. Có Dạ. hai địa điểm. Một á là ở trên thầy Giác Nhàn. Hai Dạ. nữa là ở Bình Thuận Phan Thiết ra 40 cây số Dạ. đường quốc lộ số 1 trên Bắc Cô là thổ cư là được 500 mét nha, chị xây nhà cửa hết rồi, Dạ. thầy chỉ có một tí đất để thầy trồng rau Dạ. cô sẽ cô ấy là sẽ sang tên cho thầy những đất Là cái diện tích đó khoảng nhiêu mét vuông chị? 500 mét vuông mà chị làm hết hầu đó là cái xưởng hộp điều của chị ấy, em À 500 mét vuông ở ở Bình Thuận hả? Bình Thuận Phan Thiết ra 40 cây số đường quốc lộ 1 Dạ là để ngay mặt cho đường luôn, là chủ yếu là cho để cho thầy Nhuận Đức tu. cho thầy Nhật Đức là quyền sở hữu thầy Nhật Đức, Dạ. về thầy Nhật Đức muốn làm cái gì đó làm chị sang tên cho thầy Nhật Đức luôn. Nhưng mà hôm nay em thấy cũng có mạnh thường cũng có Phật tử nào người ta cúng chùa cúng gì đó mà thầy Nhuận Đức hình như không có nhận phải không chị? Không có nhận nhưng mà để chị nói hết cái tấm lòng của chị đúng không, Dạ yên tâm dạ. chị có duyên với thầy Nhật Đức em mà, Dạ dạ dạ. là chị một mình chị thôi, nói chung là chị hội ý rồi, cái nhà của chị á là nó rất là rộng, Dạ. cái mặt tiền nhà chị nó tới 26 mét em à, Dạ. nhưng mà chị cúng cho thầy Nhật Đức là mười mười mấy mét đó, nhưng mà tính ra là gần 500 mét, cái lô đất của chị đang ở nè là 1.000 mét vuông thổ cư À là đó. 1.000 mét vuông là dạ mà chị chia là phân nửa, chị chia phân nửa. Chị cúng cho thầy Nhật Đức một nửa Dạ. là khi ấy là chị tách thổ ra luôn đâu nó vào đó hết. Dạ. Tại vì á là chị nghe á là thầy lên rơm á là thầy ở đậu á, cái nhà phòng nhỏ lắm em à, À. đó như vậy á là chị bức xúc, chị thấy là tội thầy quá biết không, Dạ. là mình có của mà mình không chia sớt như vậy là không được em à, mình cuộc đời mình đâu có đem đi đâu, Dạ. nên chị hội ý với chồng chị rồi là đồng ý hết Dạ. đó, đồng ý hết là sang tên cho thầy Nhật Đức rồi á là 500 mét như em nha, Dạ 500 thầy mét. chỉ về ở thôi, có Dạ. một ít đất để trồng rau nha. Dạ. Là chị sẽ sang tên cho thầy nếu vô thường đến nha. Thầy Dạ. Nhật Đức á, nếu vô thường đến trước á thầy á thì cô y đưa thầy về chùa thầy Giác Ngàn. Dạ. Còn mà vô thường đến cô y á là thầy đưa cô y cũng về chùa thầy Giác Ngàn. Dạ. Hiểu là từ nhà cô y á lên chùa thầy Giác Ngàn có 2 tiếng rưỡi thôi. Dạ. Đó, mong thầy á nhận tấm lòng của con. Năm 2014 con điện thoại cho chú Hiền là thầy Nhật Đức á, Dạ. cô y mua gạo cúng cho các cụ ăn, chú Hiền hỏi cô làm nghề gì, chú Hiền là thầy Nhật Đức á nha, Dạ. hỏi cô làm nghề gì, cô y trả lời là cô y sản xuất chế biến hạt điều, Dạ. hơn 40 công nhân. Chú Hiền nói cô ơi phải thưởng cho công nhân, nhờ công nhân cô làm mới có tiền mua gạo cho các cụ ăn. Dạ. Rồi tôi thưởng cho công nhân nha, chị Dạ. thưởng cho công nhân nè đó, tôi thưởng cho công nhân tôi, lúc đó tôi mở tâm, khi mình thưởng cho công nhân rồi á là tâm mình mở ra từ bi em à, Dạ. tâm mình mở ra từ bi, cơ hội đưa đến cho tôi gặp may mắn nên tôi có ngày hôm nay đó, nên tôi có ngày hôm nay tôi Dạ. sống tốt đạo đẹp đời, cả toàn thế giới có chùa nào nuôi được 2.000 cụ già, thầy Nhuận Đức làm được nhiều nhiều việc tốt, giáo Dạ. hội Phật giáo có tâm từ bi hỷ xả chỗ nào thầy giảng lỡ, thầy giảng lố quá, Dạ. có 2 việc giáo hội cấm thầy giảng vô thời hạn, Dạ. phải cho thầy một cơ hội cấm giảng 1 năm là được rồi. Dạ. Thầy giảng 1 năm là được rồi, để thầy hàm dưỡng lại, thầy giảng mà còn như vậy thì cấm thầy, không cho thầy giảng vô thời hạn là đúng, đúng không em, phải cho Dạ. ta cơ hội chứ. Thầy luôn nhắc nhở đại chúng lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, Dạ. lấy phước đức làm của thiêu ta vạn đời, có không mừng mất không tiếc, sinh không mang đến chết không mang đi, Dạ. thà bỏ mạng không bỏ đạo. Lời thầy nói ra con nghe mà làm chưa được. Thầy ơi, con đang tập tu. Con kính chúc thầy xuất khỉ
dồi dào để cho chúng con lạy Phật, niệm Phật. Thấy Thầy là con có lực để con niệm Phật với Thầy. Dạ. Ở đây chẳng ai đúng ai sai, ai di đạo Phật. Dạ. Chị chỉ nói nhiêu đó. Bây giờ chị, em á, chị không có số của Thầy Nhân Đức hả? Ông đâu có cầm, ông đâu có giữ đâu. Ủa bây giờ ông không xài, giống như không xài số điện thoại, không xài điện thoại luôn hả? Không xài cái gì hết luôn. Ồ bởi ông vậy không cho biết chỗ luôn em. Bởi vậy nãy giờ chị mới em mới thắc mắc, tại tại vì chị đi theo thầy 10 năm mà không có số điện thoại thì lý do này. Bởi vậy thì chị cũng nhờ kênh em lên nhiều cái cho thầy nghe phải không? Ờ, chị nhờ cái kênh em cho thầy nghe. Tại vì là hồi ngày hôm qua chị lên á, là chị nói chị có đất ở trên cái nhà ở trên tỉnh Thất Bại Âm thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ là chị hội ý với chồng chị rồi, nhà thì nó quá rộng. Dạ. Thì bây giờ cái chỗ này ai cũng đều biết hết, là em là ngay mặt đường luôn. Nhưng mà có mà, giống xây xây nhà rồi sẵn luôn hả chị? Có hết sẵn rồi, là thầy về ở thôi. À. Thầy về ở thôi là chị lo chi phí cho chị, bên đây chị lo đầy đủ tiện nghi cho thầy luôn. Dạ. Là thầy vô là có sử dụng luôn. Dạ. Nói chung là như vậy. Ừ. Mà nói chung á là hiện bây giờ cái nhà này á là nó chưa có đẹp, nhưng mà thầy nhận một cái nha. Chị bỏ ra vài trăm triệu nữa em biết không? Dạ. Chị trang trải đàng hoàng hết, chị làm đóng lục phong đồ lại đẹp hết cho thầy. Dạ, rồi bắt đầu cái mình làm dạ, bắt đầu mình đi là trên, mình báo mời đi thầy. dạ mình thỉnh mình bắt đầu mình thỉnh tượng Phật đồ về. Dạ. À, cái tượng Phật là thầy tự đó lo. Dạ. Chứ chị không có lo. Nói dạ. chung là vậy á. Ừ. Miễn sao mà nhà toilet đồ đàng hoàng sạch sẽ cho thầy, đóng lục phong đồ máy lạnh cho thầy. Dạ. Đó là để cho thầy tu ở trên room. Dạ. Rồi đó là tụi chị theo thầy mà để tu. Dạ. Để một đời này để về với, để một đời này về với Phật luôn, về với sanh Tây Phương Cực Lạc luôn em. Dạ. Tại vì pháp môn Tịnh Độ này thù thắng lắm, chị niệm Phật chị biết mà em. Dạ. Chị nói thì với em á, chị niệm Phật nha, chị mà bệnh lương ương nha, mà chị lên hết chị lại một thầu là chị hết bệnh lương, em tin không? Dạ. Nó có sức mạnh ghê lắm em, mà mình niệm Phật mà ha, cái tâm mình mà định định rồi nha, là chị nói không có ai mà xuyên vô đầu mình được hết em, mà mình chỉ nhớ Phật thôi. Dạ. Tại vì á là cái A Di Đà Phật này á là nó không cái kiểu mà như là mình chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật mà mình nhớ suốt đời em biết không? Dạ. Mình không có xuyên tạc thì về chỗ đó mình có đầy đủ tánh hành nguyện mình mới đi về với Phật được em à. Chứ mình không đầy đủ tánh hành nguyện mình không về với Phật được đâu. Dạ. Cái pháp môn Tịnh Độ này rất là pháp môn thù thắng, rất là hay. Nhờ như vậy nè, thầy những đức nhen. Y như là Phật sắp xếp cho thầy rồi. Em thấy chưa? Phật sắp xếp cho thầy, thầy ra đi á, em biết sao, thầy không còn một cái áp lực ở trong chùa nữa, em hiểu không? Dạ. Ở trong chùa nói gì nó áp lực lắm em mà, chị biết luôn, chứ không phải không thì, đâu em thì, à. Thì chị thấy giống như giờ sư Minh Đạo đó, chỗ thầy Minh ừ. Đạo đó, thầy ra khỏi giáo hội rồi, thầy giờ thầy khỏe, thầy đâu có vướng bận gì đâu. Dạ. Thì đó. Dạ. Bây giờ ra giáo hội nhưng mà bây giờ mình tu làm, bây giờ dù có giáo hội không giáo hội yêu cầu mình đầy đủ tánh thành nguyện mình về với Phật cũng sướng hơn em. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Chứ còn người ta mà mình không đầy đủ tánh thành nguyện thì mình đâu có về với Phật được. Nhưng mà rèn buộc ở trong đó thấy thầy rất là tội. Dạ. Chị quá là thương thầy, biết sao thầy nhiều đức áp lực lắm. Một lần mà lỡ như em thấy thầy lo ghê lắm em à. Mà công nhận chị vô chị đại miệng âm nhận đúng là Phật pháp nhị màu. Trời đang mưa như em nha. Chiều đó là lại, nhưng mà chiều đó tạnh mưa luôn em tin không? Chiều dạ. đó 4 giờ là mưa. Nhưng cuối cùng là 7 giờ là bắt đầu sắp sửa là vô lại với em. Tạnh luôn, không mưa luôn em, hay không? Chị đi hồi đó giờ luôn em, chưa bị mất mưa em. Nhưng mà có một cái chi tiết như thế này thì hôm qua có cô kia, cô lên kênh em có chia sẻ. Thì cô nói là hầu như những cụ già chúng nó không uống thuốc phải không chị? Không uống thuốc. Thầy Nhận Đức để chị nói em nghe này nha. À. Thầy á, là kêu mấy cụ á, là niệm Phật nha, không được xài điện thoại, không được giữ tiền. Rồi á, là cứ nhớ niệm Phật thế mà. Niệm Phật đi tu đầu là về cái bấm số em à. Yeah. Thì mấy cụ trong đó vãng sanh rất là nhiều. Chị nói thiệt với em á, em mà coi cái mà cái cô Nguyễn Thị Phương ở ở Đồng Nai ấy em. Yeah. Khi mà cô vãng sanh cái bông sen của cô nở ra như em trắng tinh luôn em. Bông khiết nở ra luôn từ yeah. cái nước miếng ấy em à. À. Làm cho một cái bông sen luôn, chứ không phải người ta chết là nước miếng phiều ra là nước miếng hôi đúng không em? Yeah. Còn cái này nó trắng bông luôn em ơi.
công nhận Phật pháp nhiệm màu, mà cô này á là cô chỉ niệm Phật thôi nha, cô chỉ đi chỉ biết chùa thầy Nhật Đức thôi, nhưng mà cô không chồng không con, cô rất là nghèo, nhưng mà cuối cùng cô giữ một câu A Di Đà Phật mà tới ngày hôm nay cô vãng sanh. Nhưng lúc đó cô nghèo không ai coi cô ra cái gì, mà khi cô vãng sanh rồi cái bông sen nở ra hết, toàn thế giới đều biết hết em, Trời ơi. thầy Nhật Đức nổi tiếng là cái chỗ đó đó em. À. Lúc đó là thầy Nhật Đức á, là chiều đó là khoảng 6 giờ hay 5 giờ gì, 6 giờ gì đó, là người ta chở cái cụ đó vô chùa. Nhưng mà thầy Nhật Đức là lúc đó là biết sao, như là sư ông á, là chừng nào mà cái người á, mà còn phỉ mới đưa vô, chứ nằm băng ca là không cho đưa vô, em hiểu không? À. Thì Nhật Đức mới để cho cổ là không có nhận vô chùa, nhưng mà cổ tánh hành nguyện luôn em, đầy đủ tánh hành nguyện luôn, cổ mới ngầu ngay cổng chùa đó luôn em. Thì sáng ở chùa mở cửa ra là thấy cụ yếu yếu mới đưa cụ vô. Thầy những Đức nói vậy chứ mà không có bỏ cụ già nào hết thì em à. Dạ. Rất là thương, chị nói em nghe khổ ổng ghê lắm. Một là ổng vừa ăn thôi em biết không, là người này báo mắc cái quần, người kia báo mắc cái này mắc cái nọ em à. Ổng đi xử em à. Trời ơi, ở nhà mà một người hai người còn chịu chưa nổi đó, người già sinh tật em à. Dạ. Vô tới chừng thầy những Đức nói sao cái vậy là em biết sao, không uống thuốc không này không nọ, nhưng mà cụ nào cụ nấy là em biết sao vậy không, ổng cho ăn đúng giờ lắm nha em nha. Dạ. Ổng có nói một câu như vậy nè, đúng giờ dù không ăn cũng phải ra ngầu, em hiểu không? Ra ngầu ăn một chút Dạ. đó à, ra ngầu ăn một chút, nên á là mấy cụ hay là phỉ là ăn đúng giờ dắt cái em à. Thì mấy cụ phỉ thôi, với lại tâm của mấy cụ đâu có nghĩ gì đâu, nghĩ Phật thôi em, nghĩ niệm Phật thôi, có người lo hết rồi em. Dạ. Chị nói với em nghe ha, đều nói đi nghe, thầy những lúc lo từng cái khăn mà nó kim luôn em à. Trời Thấy thương không, chị nói thiệt một câu luôn á, chị nói hả, chị đứt từng đoạn ruột luôn, tại vì chị biết thầy Nhật Đức mà, chị gần thầy Nhật Đức á em biết sao, y như là chị có một cái sức mạnh gì em à, là ở hậu đó là chị nghĩ là thôi thầy ở đó là chị cũng giữ thầy mà để chị vãng sanh, em hiểu không? Dạ. Tại vì thầy Nhật Đức á là cũng đáng con chị thôi, lớn hơn con chị có 2 3 tuổi thôi, Dạ. lớn hơn con chị có 3 tuổi gái đầu lòng chị thôi, Dạ đúng rồi. con chị là sinh 85 nha, còn Dạ. thầy Nhật Đức là y như sinh 81 sao Dạ. đó. Nên vì chỗ đó chị quý thầy Nhật Đức nhiều lúc á, chị nghĩ á, là thầy mắc mẹ em ở hầu 7 tuổi á, thầy bươn chải cái cuộc sống mà em đó, mà bây giờ thầy thầy em lên coi em nghe thầy nói chuyện, trời ơi thương lắm em à, thầy sám hối hết luôn á, thầy biết ơn mấy mấy đứa em á em à. Dạ. Ví dụ người ta nói cái gì nhưng mà bữa nay tự nhiên hơn là thầy biết ơn lắm, thầy hồi nãy chị nghe pháp thầy á em Dạ. đó. Nên bây giờ là chị hỏi lại giờ cái tấm lòng của chị là chị muốn đưa thầy Nhật Đức về đây, tại vì nghe nói thầy bệnh em à, Dạ. thương không, thầy bị đau bụng như em nha, mà khám ra bị ung thư em hiểu không? Trời ơi. Chị khóc không à, mà biết có phải có nhầm hay không em ơi, chị gái hả, chị nói thiệt với em, chị lên bàn Phật nè, chị gái nè, con là Lê Thị Kim Y nè, pháp danh là gì, ông Ngọc Ngân nè, mà thầy Nhật Đức mà bệnh như vậy nha, thì cho cái bệnh của thầy Nhật Đức ung thư về con đi, con chết một mình con được thôi, còn để cho thầy á, là phỉ có sức phỉ là để niệm Phật để độ chúng sanh, là cả bao nhiêu Phật tử đều thiêu thiêu thầy hết em mà hiểu không? Nhưng mà cái nguồn tin mà thầy đau bụng ung thư đó là ở đâu vậy chị? Có Có thầy lên clip luôn, rồi thầy đến đấy thầy hồi nói bữa nha. là chị clip chị lướt qua nhưng em nha, Dạ. nhưng mà nó mất rồi, chị không tìm cái clip đó được lại Dạ. đó, nên bây giờ chị khôn ngoan lắm em à, mà chị cứ nguyện giá sao mà thầy đừng có bệnh cái gì hết, để cho thầy độ chúng sanh em ạ. Bây giờ thầy dù thầy nói là thầy cư sĩ đúng không em, Dạ. nhưng chị vẫn kêu là thầy Nhật Đức nghe em nha, không bao Dạ. giờ thầy kêu cư sĩ đâu, còn thầy xưng bao nhiêu thì kệ thầy, thì thầy xưng cư sĩ thì kệ thầy, Dạ. thầy vẫn là độ chúng sanh, vẫn tu niệm Phật mà em Dạ. đó, chứ thầy đâu phải ra ngồi đầu đâu em, thấy chưa, thầy ra đầu như ông thầy Phú thì nó khác em ạ. Dạ. Ông thầy Phú thì nói chung á ổng cũng còn tu, chứ không phải là ổng không tu, ổng không có ra đời, nhưng mà đều có cái ổng tào lao biết đau, em hiểu chưa Dạ, dạ. đó, tào lao biết đau thôi, nhưng mà thầy Phú mà ổng tu lại á, ổng đừng có tào lao biết đau nha, thì cái tâm ổng tốt em à. Dạ. Nói chung là chị cũng biết ông thầy Phú cũng biết cái tánh một chút, nhưng mà ổng ghét thầy Đức gì mình không biết, mà ổng đi nói vậy thôi, Dạ. nên bây giờ mà thầy sám hối thì cũng y như thầy Đức thôi em à. Dạ đúng rồi, Nói dạ. chung ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có cái sai đúng không em, Dạ. chứ ai đâu mà đúng hết đó, thì chị nghĩ thế, ở đây đâu có chẳng ở đây là chẳng ai đúng ai sai đâu em, Dạ. ai cũng có cái đúng ai cũng có cái sai đúng không em đó, nên á, là chị điện em á, là em cứ lên cái em cứ lên giùm chị, em nói là từng tấm lòng của chị y như vậy đó em, Dạ. là hiện bây giờ là nhà chị rất là rộng mà không có ai ở đâu,
nhưng Nhà chị mà thì nói chung á là nhiều điểm lắm. nhưng mà Đó. chị có thể tiết lộ với cho em biết là cái giá trị của miếng đất nó hơi cao Giá trị miếng đất này á hả, của chị không chị? ha, cũng cao em à. Dạ, nó nằm mặt tiền mà phải không? Dạ Nằm mặt tiền có mấy tỷ á, nói dạ chung là như vậy luôn á chứ không phải ít đâu. đúng rồi Nhưng đó. mà mấy dạ tỷ là không là cái gì đâu em ơi. Nói dạ chung á mình cảm thấy mình làm được điều tốt là mình thấy mình đem đi được em ạ. dạ Đó, mình đem đi được. Bây giờ cái đồng tiền mà em chết á, em thấy không? Đâu khi mình sống cũng đâu có khi khi mà mình làm những cái điều gì á, mình cảm thấy mình được mừng là mình sướng thôi em ạ. dạ Mình sung sướng cái tâm mình thôi thì sanh không mang đến chết không mang đi mà em. dạ Thấy không? Thà mình làm được cái việc gì mình cứ làm. Thì nói chung á chị đi chỗ nào á nói chung chị cũng giao duyên em mà ít nhiều cũng có em à. dạ Mà đều á ông chồng chị cũng tội lắm. Nói chung ông chồng chị em biết không? Chị đi cúng dường vậy chị cho ông ăn ăn nước mắm như em nha, nhọn mỏ luôn mà ông vẫn cười em à, ông vẫn vui. Chứ không phải anh nói bây giờ mày cúng dường như vậy mày mày cho tao ăn nước mắm đâu như em là không có như em nha. Nhờ cái đó rồi bắt đầu mình mới nói ra. Ông thấy ở hồi đó ông thấy tôi bán từng gánh đậu hũ không, đậu hũ xôi xa bánh bìa bánh đúc tôi đi bán dạo, nhưng cuối cùng cái tâm tôi á tôi cúng dường một chút, ví dụ tôi bán đậu hũ ăn tôi lò 10 ngàn để tôi cúng 3 ngàn đúng không, thì còn chi phí trong gia đình mình thì bây giờ nó mới tồn tại nào, nó mới của ăn của để này em nè. Dạ. Chứ chị nghĩ cuộc đời chị không lên nổi đâu em à, chị nghĩ chị bán đậu hũ thôi em à. Thì em nghĩ đi, chị gánh đậu hũ đi bán dạo mà em không có mà tiền mua được một chục ký đậu nành mà em. Dạ. Nhưng mà cuối cùng bữa nay á chị có con có cái chị cũng tạo dựng có chân đứng cho nó, có cái bàn đạp rồi em à, nên chị không lo nữa. Bây giờ nó lớn rồi là tự nó xử, còn cái phần này của chị với lại chồng chị thì chị sẽ tính đâu nó vào đó, nói chung là như vậy. Dạ. Nói chung chị cũng mừng lắm, nhìn lên thì không bằng người ta thiệt em à, nhìn xuống thì á là có người khốn hơn mình đúng không em. Dạ Nhìn đúng. xuống đi đừng có nhìn lên, Dạ. nhìn lên khó làm ăn lắm, chị nói thiệt vậy. Chị nhìn xuống rồi chị cảm thấy đủ là chị sướng thôi, nên bây giờ chị nói thiệt với em một ngày chị tu thiêu thầy những đức 4 thời em à. Dạ. Mà sau cái nước mắt của chị cầm không được nó cứ chảy ra không em à. Ông chồng chị nói ha bà khóc thiết bà mắt bà không thấy đường á, mà mình nói thôi đừng có cho con chảy nước mắt nữa, mà mình cảm thấy sao thấy thầy tội quá. Rồi bắt đầu nghe cái tiếng mà thầy bệnh nữa em à, Dạ. thầy nói là thầy đau bụng mà đi khám là ung thư nữa. Trời ơi nó xót Wow. xa gì đó, mình nói sao cái người tốt mà kỳ cục vậy trời. Dạ. Nhưng mà cái này á mình nói đi nghĩ lại cuộc đời ai cũng phải bị em à, tại vì kiếp trước đúng chưa, kiếp trước mình ăn ở như thế nào thì kiếp này mình phải trả trả cho hết đi em à. Dạ. Mình hiểu ra như vậy nó có nhân có quả rồi, mình nghĩ như ví dụ có nhiều người tại sao hiền mà người ta chết sớm em à, thấy không, còn có nhiều người ác mà người ta đâu có chết đâu em thấy chưa, Dạ. người ta sống dai là do cái kiếp trước á là người ta cũng tạo phước đức nhiều á em à, mà kiếp này người ta không tạo thì kiếp này á, người ta vẫn sống dai, nhưng mà có cái sau này người ta khổ em biết không. Dạ. Nên đó là chị đưa cái tin này lên á là cho em á, là em nói giùm cho chị đó. Ngày hôm qua á, thì nói sao cái vậy, cái tin mà chị đưa cho Cà Mau nha, Dạ. chị cũng đưa tin cho Cà Mau, nhưng mà chị nói miếng đất ở chùa thầy Giác, cái nhà ở chùa thầy Giác Nhàn thôi nó Dạ. quá nhỏ, nhưng mà ở gần chùa thầy Giác Nhàn chắc chị nghĩ thầy Nhật Đức không bao giờ về đó em biết không. Khi mà thầy ra đi là thầy không bao giờ, thầy chỉ đi thăm chùa thì có chứ Dạ. mà thầy không về ở là chị biết rồi. Nhưng mà ví dụ bây giờ thầy làm cư sĩ đúng không em, thầy ở như vậy á thì chị thích á, mà sau này mà thầy có ra đi đúng không em, Dạ. phải vô cái ngôi nhà Tam Bảo em à. Chị nói thiệt nên về chỗ đó là chị phải đưa thầy á, là về nhà chị, mà ví dụ mà thầy có lỡ vô thường đúng không em trước chị đúng không, Dạ. là chị đưa lên thầy Giác Nhàn liền, là đưa cái chùa vô vô trong cái chùa là vô cái chỗ ngôi Tam Bảo em à. Ai À. cũng ước mơ về Tam Bảo hết em à, ngôi chùa hết đấy, Dạ. chết về chùa hết đấy em à. Thì chị nghĩ như vậy mà là vô thường chưa biết ai chết trước đúng không em, Dạ. một quá là thầy Đức chết trước, hai là chị chết chết trước cũng có nữa, thì chị chết trước á thì thầy Nhân Đức đưa chị đi Dạ. đi lên trên trên chùa, mà thầy Nhân Đức mà vãng sanh như vậy thì chị đưa ngáp ngáp một cái là chị phải đưa lên trong phòng hồi niệm liền, thầy Giác Nhàn liền. Chị nói với Dạ. em nghe như đi hết toàn thế giới này không có cái phòng hộ niệm nào như trên chùa thầy Giác Nhàn như em nha, 24/24 À. cũng chăm sóc rất là kỹ như em nha. Dạ. Hồi đó chị đưa bà già chị lên cái phòng hộ niệm á, bà già chị nói chứ ủa y á sao ông thầy Giác Nhàn ông nhiều con dữ ý, hết cái này tới cái nọ, hết hết tết này á, hết đồ này tới đồ nọ, trong đó là nó có là 4 tổ em ạ, Dạ. 4 tổ đi hộ niệm em ạ, 24/24 luôn.
không bao giờ ngưng một chỗ nào, 12 giờ đêm cũng có nhưng mà đều thay ca, và 12 giờ đêm thì tới 2 giờ, 2 giờ rồi tới 4 giờ, 4 giờ tới 6 giờ, cứ liên tục vậy em, liên tục như vậy ngày đêm y như nhau em ạ. Em mà lên thầy giác nhà em thấy rồi, nhiệm màu chưa từng có luôn em à. Bây giờ nói chung có nhiều người em biết ở trên thầy giác nhà ấy nha, có cái cụ đó cụ thích là cụ vãng sanh ở trong chùa lắm em à, cụ chết trong chùa lắm và cụ ở là nhiêu 6 7 năm rồi đó, nhưng cuối cùng cụ không đủ duyên của em, ra dừa cổng chùa thôi là cụ ra đi thôi, là con cụ cũng như nó bị nghịch duyên ấy em ạ. Con kêu về mà vừa ra cổng chùa là bắt đi luôn à, em thấy uổng chưa, không đủ duyên chết trong chùa em à. Nếu mà đủ duyên chết trong chùa chị nói thiệt với em á, là cuộc đời người đó là có phước lắm nha em nha, trong chùa ấm áp lắm em mà, chị nói thiệt với em có lực lắm, trời ơi 24 trên 24 rồi á, mình mà có duyên với sư phụ nha là sư phụ khai thị cho mình nữa em à. Rồi mấy thầy trong đó khai thị em biết không, đi chừng khoảng hơi chừng khoảng bao nhiêu 20 phút hay 30 phút á là con người mà sắp ra đi em biết không, là mấy thầy tới khai thị liền, cứ nhắc nhở mình là niệm Phật á em à. Mình biết rằng mình đầy đủ tánh hình nguyện là mình niệm Phật, mình đi theo Phật là do mình thôi, bây giờ là mình mà làm biếng mình không niệm Phật đúng không, mình không đầy đủ tánh hình nguyện thì Phật đâu rước mình, nhưng mà mình có đầy đủ tánh hình nguyện luôn là Phật rước mình á, thì nói chung có ban hộ niệm nữa là chỉ là hỗ trợ mình thôi em hiểu không. Nhưng mà rất là hay, chị nói thiệt thầy những đức hầu đó ở trên đó 5 năm em mà thầy khổ lắm em chưa thấy đâu, nhưng mà thầy công nhận thầy sống biết điều lắm. Nọ mà cái chú quan mà hồi đó ông làm công an hay ông làm cái gì ở trên tỉnh Thất Quan Âm á, mà ông còn thương chú Hiền mà ông cũng nhắc, mà nên là bữa đó chị vô trong chùa chị nhắc là chú quan nhắc nhắc thầy Nhân Đức á, rồi ông mới biểu chị, ông mới nói thôi bây giờ cô cứ đi về là để anh đem và ông gọi cho chú quan đó em chùa Quan Âm á, chùa tỉnh Thất á. Chứ trời ơi chị sống với ổng 10 năm mà nói chung á là chị nói em nghe nè, chị đi tới đông vậy nha, chị vô chùa nha, chị không biết thầy nào hết đó, em hiểu không, chị không muốn cho thầy biết chị. Bây giờ trên thầy giác nhà cũng vậy nữa em à, ví dụ chị lên tu 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 rồi chị về nhà chị nghỉ đó, rồi còn thầy Nhân Đức cũng vậy, chị vô đầu thôi thầy Nhân Đức thôi, chị biết thầy Nhân Đức nhưng mà chị né hết em hiểu không. Nhưng mà bây giờ bật lộ ra rồi á là thầy Nhân Đức biết mình như thế nào, tại vì thầy Nhân Đức đi trước một ngày chị đi sau một ngày mà em, cái lúc đó chị nói thiệt với em á, cái chùa trời ơi có hình thành chùa nhưng mà tàn giác nhận không có một người, nhưng mà cuối cùng em biết có cái chùa thôi, còn bao nhiêu đơn sơ lắm em biết, cái chỗ ăn nha, cái nhà tôn đó em à, mới giờ về được chưa đầy 2 năm mà thầy Đức ra đi em, hồi đó thầy Đức ăn cái nhà tôn rất là tội, nhưng nóng ghê lắm nha em nha, Phật tử cũng về ăn ngay cái chỗ nhà tôn luôn em à. Rồi bây giờ là mới cắt được cái nhà hơi lớn mà đúc mê như vậy đó em. Nói chung là thầy Nhận Đức là làm lo hết cho chùa luôn em à. Thầy Nhận Đức áp lực ghê lắm. Trời ơi, chị nói thì với em luôn, đã như vậy rồi nha, mà 1 tháng phải đưa cho sư ông 1 tỷ rưỡi em biết không? Một tháng phải đưa cho sư ông 1 tỷ rưỡi. Mà nói chung sư ông á, là sư ông có không ăn uống gì, nhưng mà sư ông mở ra cái đạo tràng mới bây giờ em à. Để cắt ra cái đạo tràng bự lắm em ạ, thêm mấy thêm đồ luôn đó em. Tháng mà Thầy Đức đưa á là ông tháng có đưa cái lực như vậy nha, tháng em đồ đưa ông hô ra một cái như em nha hả, tháng đưa 1 tỷ rưỡi là tiền đâu mà đưa trời. Thì vậy muốn nói thầy lo lắm. Nhưng mà đều có cái ở đâu cũng có rồi em ạ, cái đức của thầy á, nhưng mà thầy làm đúng như lý như pháp thì ở đâu đưa tiền tới thôi, thầy không ăn xài em mà thầy rõ ràng như thầy ăn cũng y như mình luôn em. Tối hôm sau ví dụ đại chúng ăn sao thầy ăn y vậy như em nha, chị để ý luôn á, nên chị thấy ủa cái ông này sao ông hòa đồng với ta mà ông vui vẻ dưới chợ, vậy là ông từ trên tỉnh thất cũng vậy mà ông về dưới hộ pháp cũng vậy luôn em. Nên người ta quý ông lắm, chị nói thì cái em chị thấy đó, bây giờ chị lên tiếng như vậy em thấy bình luận không thấy không. Ok chị. Mà bữa nay kênh của em á là coi còn hơn là kênh của Cà Mau nữa, Cà Mau có 87.000 người coi coi thôi nha, còn của em bữa nay 107 rồi đúng không em. Nói thiệt nên bây giờ là chị nhờ cái kênh em á là đang tỏ luôn đó em ạ. Đó Đang để tỏ nói những cái điều này dạ hả. đang tỏ cái câu chuyện mà thầy của chị mà muốn hiến cho thầy cái miếng đất để làm cái chỗ cho thầy tu tập á. Đó là cũng có nhà có cửa rồi, nói chung là như vậy đó em. Đó là chị hội ý ha, là chồng chị hết rồi, nói chung cái gì vậy mình cúng dường á là phải vui vẻ hết em à. Dạ đúng rồi chị, dạ. Chứ không phải là một mình ỷ lại là được đâu,
nhưng mà con cái là nói chung là cái gì cũng đồng vợ đồng chồng đúng không em, Dạ. thì thầy nhận đức nhận thì vợ chồng mới được phước em ạ. À, đó đâu phải mà dễ thầy nhận đức nhận đâu em. Dạ. Trời ơi, nếu như mình có duyên mà thầy nhận đức, thầy nhận đức mà nhận á, là chị nói thiệt với chị có duyên với thầy lắm á em à, chứ không phải như vậy đâu, mừng lắm á. Dạ. Sợ thầy không nhận thôi, chứ thầy nhận là thầy về đây là ok luôn, nói chung rộng rãi em à. Nhà chị bây giờ mấy chi mấy đồ lần có, hồi đó là em biết không, chị làm sản xuất hộp điều mà, Dạ. nơi đất chị nó rộng mà, có kho có đồ em à, làm mà lò sấy rồi đồ đồ sàn rồi đồ rồi mấy túc lụa rồi em à, nên nó rộng, Dạ. nên bây giờ chỉ là chị sửa lại thôi, dàn trên rồi chị đóng lô phong rồi lại đàng hoàng hết, chị sơn rồi lại, chị lót gạch rồi lại, là nó y như nhà mới thôi em à. Thì hy vọng rằng Thì cái clip này cho thầy Nhân Đức ổng nghe được, rồi ổng có gì ổng lên cái zoom á, cái zoom của thầy đúng thì rồi, thầy phản hồi lại. Dạ. à ông phải hồi lại cho chị nhận hay không Dạ. thì cho con biết, nhận thì con sửa lại cho nó đàng hoàng một chút, còn không nhận thì con không sửa, nói chung Dạ. là như vậy, Dạ. vấn đề như vậy đó. Nhận nhận cho cô là con làm liền, con sửa lại liền, Dạ. con kêu thợ tới làm nhanh lắm Dạ. đó, là về là con sang tên cho thầy luôn, Dạ. à, tất cho thầy luôn, an cư lập nghiệp mà. Bây giờ hỏi chứ trong khi mà mình nói hơi cho ở đúng không em, Dạ. rồi á là biết chừng nào mình lấy cũng được đúng không em, Dạ. còn khi mình cúng dường rồi mình cho thầy rồi á, mình làm giấy tờ rồi á, đó là thuộc về của thầy rồi. Nếu như mà mình có suy nghĩ mà à, mình muốn lấy lại là mình thiếu đạo đức rồi em, à không có phước chút nào luôn, em hiểu không? Dạ. À, nên đó là mình cúng là mình vui vẻ, mình mừng em à, thầy nhận là mình mừng lắm. Để cho thầy về Bình Thuận đi, Bắc Bình đó em, Dạ. Phan Thiết ra có 40 cây số thôi mà lên thầy dán nhà có 2 tiếng rưỡi thôi. Dạ. Ừ, thôi vậy nha em nha. Rồi rồi, em cảm ơn chị. Dạ dạ À, dạ. rồi em, chị cũng cảm ơn em nha. Rồi rồi, dạ tạm biệt chị. Dạ. À, Dạ rồi, A dạ. Di Đà Phật, chào Dạ em nha. dạ.